của đôi ta. Yêu là bỏ tất cả để đi xa. Yêu là nơi mình sẽ đến nơi gọi tên hạnh phúc. Qua bao vui buồn qua tháng ngày, mình yêu nhau bình yên thôi. Mình bà điên vẫn... ơi, bà điên ơi, muốn dùm đi. Gì vậy? Người ta đang phiêu bồng mà tự nhiên cái cắt ngang cái nguồn cảm xúc của người ta vậy? Có tin tôi phóng cái dép tổ ong này vô đầu bà lũng não không? Sao tự nhiên ông lại đối xử với tôi như vậy? Tôi làm gì ông? Tôi chỉ ca hát, tôi chỉ yêu đời thôi mà. Yêu đời cái gì? Tự nhiên ngày hôm nay cái cầm bông hoa hát hò tùm lum tà la. Tôi biết rồi, ngày hôm nay hình như là có người mới nè, có con trai mới hay gì nè có... Rồi sao bữa nay bà bánh bèo dữ vậy bà kia? Nãy mấy người mới nói đó. Sao sao tự nhiên hôm nay có hàng vậy? Trời ơi, tại vì hàng này là hàng Tuyển. Cái này là mẹ của tôi giới thiệu đó. Con trai của bạn của mẹ tôi. Nè, coi đi. Coi hả? À, con ruột đó bà. Trời ơi, coi coi. Xảo sợ. Có dưới nè. Kéo lên phần trên. Cái... Coi cái body này cũng ngon lành lắm đó. Lộn mũi đó. Trời ơi, chịu không nổi mà, luôn á. Nhưng mà sao tôi thấy nó giả giả vậy ta? Giả giả gì? Bà tính nết giả tạo, giả dối. Bởi vì nhìn ai cũng thấy giả. Người ta đẹp trai vậy cơ, người ta giả. Không. Ông coi giùm tôi coi. Có phải là chỉnh hình không? Đúng không? Trời ơi, người ta sáu múi rõ ràng mà. Thôi để tôi coi. Sao? Đẹp. Ôi, đẹp nè, đẹp, đẹp nè. Thì đẹp nè, cái gì nữa? Đẹp ghê nó luôn. Body thì sáu múi, mà gương mặt thì baby. Gương của tôi mấy bay lấy mình công, mấy bay lấy mình công rồi. Thôi nè, bớt ba lại. Phải bay chứ, bay nè. Mới lãng mạn. Nè, tôi coi nè, một người đàn ông này là mạnh mẽ, là to cao dạm dỡ như vậy, sáu múi như vậy thì chắc chắn là phải dùng cái sức mạnh của mình để che chở và bảo bọc cho một người con gái yếu đuối. Ừ, cho nên là sáng giờ tôi cũng tập làm con gái yếu đuối nè. Bà ghê quá. Sao ghê? Bà không có yếu ớt được. Tôi thấy nó sai sai làm sao? Sai trời. Nãy giờ người ta quỳ mị nè, coi nè, mặt đầm vậy nè, tóc nè. Sao là không yêu đuối? Trời, mạnh mẽ lắm, nhìn cái bờ da là biết mạnh mẽ rồi, đàn ông quá. Thôi để tôi bày cho nè. Đây nè, đi gặp trai là phải vậy nè. Thẳng lưng lên, đó, ứng ngực lên, là lên. Là mình cứ tạo cái hình như vậy là đúng nó ra rồi. Cái nét thùy mị đúng đâu, không? Đâu thùy mị, coi cái chân là túm lại một rồi, chân, một cái chân, 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 chân thẳng, một chân cong lại rồi. Coi nè. Đâu, ông làm ảnh đi, ông làm ảnh đi. Nè. Ông gọi tôi đi, gọi tôi đi. Hiên Thục ơi. em nè. Trời ơi, bớt lại bà. Sao vậy? Nãy giờ nè. Em nè. Đó. Em nè. Trời ơi, gặp tôi không mê nữa, huống chi là thằng đó. Bà ngồi xuống đó, tôi diễn tả cho nghe coi nè. Ngồi cái bên đây. Bà diễn tả không có hay gì hết trơn á. Mình diễn tả mình phải diễn xuất là mình phải trở thành một người con gái yếu đuối nết na thùy mị, cái gì cũng không biết hết trơn á. Làm vậy ví dụ như là đi uống nước, đi ngoài công viên đi. Xong nắng nôi quá, xong bà nó khát nước. Bà khát nước, anh ơi, khát nước quá. Vô mua nước giùm em đi. Cái anh chạy vô anh mua nước, anh mạnh mẽ phải không? Rồi xong cái anh chạy ra đưa cái chai. Anh ơi, cái chai này em mở không được, anh lấy cái gì của anh cứng. Anh bún lên giùm em đi, cái anh đưa bún ra đưa cho bà đó. Anh ơi, cái ghế đá này nó dơ quá à. Anh phủi lên giùm em, phủi. Cái gì bà cũng bắt ổng làm hết, hiểu không? Tôi hiểu rồi. Đó, hai người phải góp ý như vậy tôi mới thấy được giá trị của hai người trong cái mối quan hệ tình bạn với tôi chứ. Rồi đi, tôi vô tôi lấy đồ ăn ngon cho anh nha. Trời ơi, tôi thích quá. Mấy bạn sắp lấy thì công rồi. Ông tính giúp bả thiệt á hả? Không giúp thì cũng không được, mà giúp thì chắc cũng không xong. Thôi, tôi quyết định rồi, tôi sẽ giúp. Và tôi đã có. Hồi xưa anh là vận động viên cử tạ à? Đúng rồi. Ôi, vậy là cái hình mà anh gửi cho em là ngày xưa của anh đấy à? À, không. Cái hình đấy là anh cắt ghép. Anh nhớ cái hình dạng ngày xưa của anh quá, cho nên anh mới cắt ghép để ôn lại kỷ niệm. Tại vì là ngày xưa anh bị chấn thương em ạ. Anh bị chấn thương. Cho nên anh mới không có theo cái bộ môn đó nữa, đúng không? Đúng rồi đấy. Cho nên múi của anh mới càng ngày càng teo lại, đúng không? Chứ anh mà không bị chấn thương thì bây giờ chắc là anh là một vận động viên cử tạ, có số có má rồi đấy em ạ. Đừng buồn. Nghiệp cho em. Không, anh đừng buồn, anh đừng buồn. Anh gặp em là anh vui rồi. Em yêu anh là yêu vì tâm hồn, vì trái tim,
trái tim bên trong của anh, chứ không phải là vì thể xác. Cho nên dù thể xác của anh có cao to bệ vệ, cho dù anh có ai phong lẫm liệt hay liễu yếu đào tơ, thì em vẫn yêu anh. Anh yên tâm đi, mất cái này lại được cái khác. Anh nghĩ em nên tự trọng. Mình mới quen biết mà anh thấy như thế này không tiện. Ai, em thử anh đó. Ôi trời, em thích quá à. Anh đúng là một chàng trai rất là tiết hạnh. Em rất thích những người đàn ông á hả, biết gìn giữ tiết hạnh cho bản thân cũng như là cho bạn gái. Tính anh nó vậy rồi. Mà anh nghĩ là anh sinh ra nhầm thời đấy em ạ. Anh mà sinh ra cách đây 300 năm trước, anh nghĩ chắc là anh là một anh hùng mà có số của má, ngang với thần yêu đại hiệp đấy. Trong mắt em bây giờ anh đã là một anh hùng rồi. Còn với mắt anh, em đã là một mỹ nhân rồi đấy. Anh hùng. Mỹ nhân. Mấy người là cướp à? Đúng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, ta là cướp 1. Cướp 2. Anh cướp 1 với chị cướp 2 cho em hỏi là tại vì sao đây là trong nhà hàng mà vẫn có cướp ạ? Thời buổi 4.0 rồi, cướp ở đâu cũng có. Thế nhưng mà em không có gì đâu. Không cần nói nhiều. Nữ nhân mặc cái đầm màu tím xim rịm kia, hãy móc dòng vàng cho báo cà rá, dòng xi men, dòng mã não ra cho cướp bột cho nó. Em có cái gì thì em móc ra đưa người ta đi. Anh, người ta là cướp mà, có bố anh không đánh lại được người ta đâu. Nhưng mà anh là anh hùng mà, sao anh không đánh lại người ta để bảo vệ cho em? Nhưng mà qua hai người, em có gì đưa cho người ta đi. Có cái gì trong người đưa ra hết. Đây đây, em có mỗi cái con điện thoại củi bắp để chị cầm tạm đi. Đi cô gái mà mang cái điện thoại củi bắp này hả? Dùng vậy, mấy năm rồi đấy. Vậy thì móc tiền ra. Tiền đâu? Đây 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 đây, quẩn cái ví mới mua chị dùng đi. Em có gì em móc đưa người ta đi. Trời đất ơi, ngươi là đàn ông con trai to cao dạm dở như vậy mà hả, đừng đẩy trách nhiệm cho phụ nữ hả? Thấy phụ nữ trên đây có dòng vàng cho báo gì không mà đưa bốc ra. Anh chị lấy rồi thì anh chị tha cho em đi. À hả? Kìa. Anh hùng, còn mỹ nhân thì sao? Mỹ nhân à? Mỹ nhân ơi, em ở lại em giải quyết đi. Anh hùng. Anh hùng. Thôi dẹp, bỏ dẹp đi. Bỏ đi, dẹp đi. Mệt quá. Tại sao lại là một tên hèn chứ? Thấy chưa? Nếu như mà hai tụi này á, ông bày ra cái cách này á, thì làm sao mà biết được á cái lòng dạ của một người đàn ông đó? Tại mấy người á. Sao tại tôi? Ừ chứ mày đặt vô giả làm cướp chi vậy? Rồi bây giờ như là thêm một mối tình nữa là chạy mất tiêu rồi. Tôi ế nữa hả? Chạy đi càng tốt chứ sao? Chứ bà thấy hả, thằng nó có xứng đáng với bà không? Cũng đúng á. Làm tưởng hả, ngon lắm. Thôi, lỡ make up mặc đồ đẹp rồi, vậy đi shopping với tôi nha. Ok, đi. Đi. Đợt này sắm đồ hip hop, đồ đường phố, đi phượt luôn. Ok, đi. Thôi khoan, tự nhiên thế. Sao vậy? Đi, đi xong đi. Đi. Sao vậy? Tự nhiên nó quặn cái ruột dưới quá. Trời ơi. Hình như uống nước này bị ta bụng á. Thôi lẹ lẹ đi rồi xuống sao nha. Để xíu nha. Nhanh nha. Quay. Đi chưa? Đi rồi. Làm người ta mệt hết hồn à. Hết hồn cái gì? Trời đất ơi, làm cái này sao nãy làm cái gì mà mạnh mẽ như vậy? Thì cố mà gồng chứ sao. Không có chị này làm chết đó. Trời đất ơi, có gì đâu. Chị em với nhau mà mình phải giúp nhau qua cái kiếp nạn chứ, đúng không? Dạ đúng. Của tụi mình á, tự nhiên con gái nó vô nó kỳ lắm, đúng không? Em cũng cảm thấy có lỗi với cái của tụi mình á. Rồi giờ đỡ chưa, khỏe chưa? Khỏe rồi nè. Tắt cái đuôi đó rồi. Còn biết vũ ta chúc mừng nữa. Yeah. Mãi là chị em tốt. Ủa chị Lan, đi đâu đây?
đừng gọi tên Lan được không? Tại vì gọi tên Lan nhớ một thời thất tình. À không, pháp danh của tôi là Giác Duyên. Ủa mà sao đặt tên là Giác Duyên vậy chị? Thì thiếu gì đặt đó. Thiếu gì đặt đó hả? Vậy em thiếu tiền thì đặt tên gì chị? Giác Kim đi. Ủa vui quá ha. Nhưng mà em thích cái tên gì nó hot hot, nghe nó nóng nóng. Tên hot hả? Dạ. Hot nóng hả? Dạ. Giác hơi. Tên kỳ trời. Thôi nói giỡn thôi chứ đâu phải là vô chùa muốn đặt tên gì đặt đâu cưng. Ủa vậy hả chị? Chị nói em mới biết á. Chị, bữa nay em lên chùa em cầu duyên nè. Trời, cầu duyên hả? Dạ. Sao vậy? Bởi vì bồ đá. Trời ơi, giống chị ngày xưa ghê. Ủa vậy hả? Không, cái đó là quá khứ rồi. Trời, ngày xưa chị như em đó. Bồ chị bỏ chị, xong chị nghĩ là vô chùa để cầu nguyện cho bồ quay lại. Dạ đúng rồi. Không phải vậy đâu. Ủa? Người ta đã hết duyên với mình. Dạ. Là người ta đi à. Đến thời điểm người ta đi là người ta đi. Chứ không phải muốn gì vô chùa cầu là có đâu em. Vô chùa là mình cầu cái gì? Cầu sự thư thái, bình an cho tâm hồn. Dạ. Rồi cầu nguyện sức khỏe cho bản thân, cho gia đình, cho cha mẹ, anh em và cho cả chúng sanh nữa. Trời ơi, chị nói vậy là em làm đúng bài rồi. Hồi nãy ở ngoài chùa em mới vừa phóng sanh luôn á chị. Vậy là em đã làm đúng rồi. Đúng không chị? Chết rồi, chết rồi. Ủa sao vậy chị? Tạo nghiệp, tạo nghiệp. Ủa phóng sanh mà. Em giải thoát cho nhiều sinh linh lắm. Em thả chim gì? Chim trên đầu có màu vàng hay chim trên đầu có màu đỏ? Cái màu đỏ. Màu đỏ là chim của ông Bảy. Ủa? Màu vàng là chim của bà Sáu. Gì ông Bảy bà Sáu là sao? Đó, tức là chim của ai người đó tự đánh dấu son trên đầu á. Xong rồi khi mà khách mua xong thả xong người ta giăng lưới rồi bắt lại xong mà người ta thấy chim đỏ của ai tự đem về chuồng nhốt, chim vàng của ai tự đem về lồng nhốt. Bắt bán phóng thả giăng. Có khi ngày lễ con chim nó chạy tu chạy xô một vòng, có khi 10 xô nhiều hơn nghệ sĩ chạy xô nữa em. Trời ơi, nghe chị nói giống như là em đang không phải là cứu con chim mà giống như là em đang hại nó vậy. Em tạo điều kiện cho người khác kinh doanh trên sự đau đớn của con chim. Tu á, trước tiên là tâm mình phải thiện, mình làm điều thiện, mình đừng làm điều ác với tất cả mọi người. Ở trong nhà thì có hiếu có thuận với cha mẹ ông bà, hòa thuận với anh em. Dạ chị nói em mới thấy em sai quá à. Em có lỗi với ba má em ở nhà quá à. Mà em tu vậy là cũng không có phải, đi chùa mà không có hiểu gì hết. Thôi ông ấy, chị lên xin thầy cho em làm công quả chung với chị nha. Muốn làm công quả phải không? Dạ. Trước tiên thử thách nè. Dạ. Quét dùng cái sân này đi. Hả? Nguyên cái sân này hả chị? Đó, việc thiện đầu tiên thử làm đi nè. Dạ. Được không? Dạ được. Trời, vô sữa nó ngon dễ sợ ngon. Anh nó mệt. Em coi thường anh quá. Thêm lần nữa nha. Ngủ đi. Trời, tụi này ghê vậy. Gì mẹ? Ủa? Làm gì vậy? Đang làm gì vậy? Dạ hít đất. Dạ tập thể dục. Dạ. Ồ tập thể dục hít đất hả? Dạ. Dạ dạ. Ồ chứ không phải là hai đứa đang là đúc trái cây cho nhau ăn hả? Dạ không. Đang uống trên trong phòng ngủ mẹ đâu được. Ồ dạ. Mẹ. Không, vậy mà mẹ cứ tưởng là mẹ xin lỗi nha. Dạ. Bởi vì mẹ tại biết sao không? Dạ. Không có gì á, tập gì nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Nha. Thì mẹ nghe tiếng động á, mẹ sợ hai đứa có chuyện, sợ hai đứa nó lộn không à. Không có. Dạ không có, tụi con thương nhau chứ. Bà thuận nghe. Dạ. Thôi, hết tiếp đi, hết tiếp đi. Dạ, hết. Dạ. Sorry, xin lỗi. Nửa em ha, nửa ha. Hải ơi. Dạ, không Hải ơi, ra bắt nhìn mẹ cái con ơi, trời ơi sợ quá à. Dạ, con ra liền. Hải ơi, ăn mì gói con, ra này mẹ nấu cho luôn, sẵn nó bụng quá mẹ nấu nè Hải ơi. Dạ. Con ra liền. Hải ơi, cái mắt kiến mẹ đâu rồi? Mắt kiến đâu con, kiếm nhìn mẹ cái coi. Dạ. Con ra liền. Ây, ơi, từ ngày cưới nhau về tới giờ hai vợ chồng mình còn chưa có một đêm tân hôn trọn vẹn nữa à. Đã về cái phòng mà không có khóa nữa chứ. Hay giờ mình tìm cách gì đi. Cách gì? Không lấy giờ mình tìm cách nào đó cho mẹ qua nhà bác hai ngủ một đêm đi. Được không? Được.
anh có cách này. Trời nóng quá đi à, ai mà cái dây điện máy lạnh của tôi vậy nè. Trời ơi, trời ơi, mẹ đứa ơi. Chắc là mấy con chuột nó cắn á mẹ ơi. Con chuột nào nó cắn bất nhân vậy trời ơi, sao mẹ ngủ được, con đi vô trong coi máy lạnh mẹ có bị gì không? Dạ không. Sửa cho mẹ cái. Con mới gọi lên trên chỗ bảo hành rồi, ta nói là mai ta mới xuống sửa được. Quạt cho mẹ quạt cho mẹ đi thôi. Trời ơi. Không mấy. Đã coi ngồi quạt đàng hoàng chứ. Quạt lên quạt cho mẹ. Dạ. Không mấy giờ tối nay mẹ qua nhà bác Hai ngủ đây mẹ. Ngủ nhà mình ngủ chỗ lạ cũng có quen. Không có. Tại vì bữa nay là máy lạnh nó hư nè, con sợ mẹ nhà nóng quá mẹ ngủ không có được. Dạ. Nó mẹ qua bác Hai ngủ một bữa. Mẹ qua bệnh ngủ một đêm cho thoải mái mẹ. Dạ. Chứ nhà nóng quá sao ngủ được. Dạ. Ừ, nhưng mà hai đứa con đi với mẹ. Mẹ qua trước rồi 5 phút sau đứa con qua được không? Không. Không. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Không có gì hết. Dạ, không được. Cái vấn đề này là an ninh. Ăn trộm bây giờ nó lộng hành ghê lắm. Bây giờ con là đàn ông, con ở nhà con canh chừng nhà. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đúng. Nhà mình đâu thể nào bỏ không được mẹ, mình phải coi chứ, phải có người coi chứ. Đúng rồi mẹ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi mẹ. Con gọi xe cho mẹ đi nha, đi xe yên tâm nha. Nhưng mà bút xe rồi tụi con tự trả tiền cho mẹ nha. Con trả hết cho mẹ. Dạ mẹ yên tâm. Cho mẹ thêm tiền để mẹ ăn vặt chứ mẹ. Ăn khuya, rồi con đưa cho mẹ liền. Trời dạ, tự nhiên kiếm không tốn tiền. Nói nghe nè. Không mấy bữa hổm mẹ lỡ mẹ mượn vợ con 3 triệu trừ luôn nha. Rồi cảm ơn. Vậy đi. Trừ vô đó là được, mẹ vui rồi. Dạ mẹ đi nha. Dạ. Mẹ đi nha. Dạ. Mẹ đi cẩn thận nha mẹ. Không có khóa cửa nha, khóa cửa. Dạ rồi, không khóa cửa. Khóa cửa tôi giận á. Dạ. Nhớ. Dạ. Chào mẹ. Mình vô phòng rồi. Đâu rồi ta? Trời ơi, có cái kiến không cũng để quên, khổ ghê, già lẫn quá lẫn. Trời ơi, mừng quá. Hết đi. Mẹ về, rồi nó nghe mấy đứa ơi. Mẹ về rồi mấy đứa ơi. Trời ơi. Dạ. Trời ơi. Ủa mà mẹ, sao mẹ về sớm vậy? Sao không ngủ bên nhà bác Hai? Dạ trời. Đúng rồi, sao mẹ về sớm vậy? Đâu cũng định ngủ đó, mà cái tụi con xui thôi. Dạ. Mẹ qua bệnh cái bác Hai đi đâu mất tiêu rồi, mẹ đâu có được qua nhà được. Trời. Nhưng mà cái mẹ bắt đầu mẹ đi vòng quá rồi mẹ canh đúng 25 phút mẹ về. Nè, nói chung á là mẹ cũng biết điều lắm, mặc dù có những chỗ hơi du viên. Nói chung á, làm gì làm, dạ. Nghe, nhỏ tiếng lại. Dạ. Nhớ nghe, dạ. Không có được khóa cửa. Mẹ đi á. Dạ. Mẹ ngủ ngon. Ừ. Dạ. Good night hai đứa. Dạ good night mẹ. Bye mẹ.